Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên cho các bác nhé. Đây nhá, em có một cái tổ ong này. Cái đây là cái bình 10 lít của nhà em nhá. Đây là cái bình 10 lít nhá. Một tổ ong siêu to, ong muỗi, người ta gọi là ong ruồi đấy nhá các bác nhá. Ong ruồi nhá. Một tổ ong như này bác nào lấy thì em để cho là 500 nghìn nha, bao ship về tận nhà nha các bác nhá. Hơn phải trên một cân đi các bác ạ. Trên một cân một tí đấy. Để em thử cân nhé. Không đoán cho nó. Cả bình là gần cân rưỡi rồi các bác ạ. Chơi số 1 nhá. Đây là số 2 này các bác này. Một cái cây cáo này nè, cây cáo này chắc chắn là phân nhánh rồi này các bác này. Đó, nhìn nó cong cong này. Mấy lại cây này nó cũng có hai nụ như nó không phân nhánh nha các bác nhá. Đó. Hai cây như thế này bác nào lấy thì em để cho là 650.000 nha. Cái này là nếu mà được thì ăn, nếu không được thì chịu nhá. Các bác nhá. Đấy, nó cong cong như này em đoán là được thôi nhá. Đó. Một giò cáo như thế này được 4 bông hoa nhá. Em bán cho các bác với giá là 600.000. Không đến lúc là nó phân nhánh hẳn là không phải là giá đấy đâu ạ. Đây các bác này. Đủ tím như kèn chứ các bác. Chuẩn bị bung nhá, hôm nay chuẩn bị là bung to luôn đấy, nét căng luôn, tím ngắt nhá, hàng một dè nhá các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 1.200.000 nha, 1.200.000 nha. Đuôi gà tròn nhá các bác nhá. Cho giò số 3. Đây là các bác muốn hỏi cái giò kèn to hơn này. Nó là đây nhá các bác nhá. Nó vừa đi hội xong này các bác này. Đấy, vẫn đẹp như ai luôn. Một giò này là được 3, 7, 8, 9, 10, 11, có 2 kỳ này nhá. Tổng là 11 mầm gốc, 12 mầm gốc nhá các bác nhá. Bác nào lấy cái giò kèn này nè. Em để cho là 2 triệu nha, 2 triệu nha. Cho giò số 4 nha. Đây này, dâu rồng đây này các bác này. Số 5 này các bác này. Số 5 này. Bác nào lấy bó dâu rồng như thế này em để cho là 180.000. Chắc phải được 1 cân đấy các bác ạ. 180.000 nha. Cho hình số 5. Đây số 6 này các bác này, dâu rồng này các bác, về các bác cứ ghép vào cây là ok, buộc vào cây là ok nhá. Hoặc là trồng vào một cái chậu để hai bên ra xong nó lên nó rũ xuống nhìn đã mắt luôn. Cái bó này đẹp nhá, em cũng bán 180.000 nhá cho giò số 6 nhá. Đây, em có một cái dè kiều mỡ gà duy nhất nha các bác nhá. Có một dè kiều mỡ gà duy nhất rồi. Một cái dè như thế này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha. Cho hình số 6 nha. À số 7 nha.
Đây số 8 này các bác này. Một cái cây cáo phân nhánh này, cây cái này thì chắc chắn là có nụ rồi nha. Đấy. Chắc chắn là được phải ba nhánh rồi các bác ạ. Một cái giò cáo phân nhánh như thế này, cây đẹp, lá đẹp. Đấy các bác nhá. Một giò cáo phân nhánh như thế này bác nào lấy thì em để cho là 800 nghìn nha, 800 nghìn nha. Đây lá đây nha. Đó, rất to luôn. Cho hình số 8. Còn đúng một cái giò u hoàng thảo u lồi ba thân hoa như thế này, duy nhất nha các bác nha, duy nhất không còn một giọt số 2 nữa luôn. Bác nào lấy giò hoàng thảo u lồi đây, mầm gốc đây nha các bác nha. Bác nào lấy thì em để cho là 350.000 bán nốt thôi. Cho giò số 8 nha. Số 9 nha. Số 10 nè, một thân đơn ca mè các bác này. Hoa nó rực rỡ như thế này mà. Đấy. Tuy nó rất ngắn thôi nhưng nó rất đẹp nha các bác nhá. Hoa đơn cam nó đỏ ao luôn, nó mà nở rộ một phát thì sướng. Ôi giời ơi. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 1.300.000 nha. Cho hình số 10. Đây, em có cái giò phi điệp tím nha các bác nha. Phi điệp tím nha. Thân này nó bị gập rồi, không ảnh hưởng gì đâu các bác ạ. Đang được có 3 mầm gốc, em nhìn thấy có 3 mầm gốc à. Đây, thân hoa này. Thân hoa năm nay nha các bác nha, chuẩn bị ra hoa nha. Đây nha, hai thân bên này đó. Đây nữa. Thân này nữa. Lá như lá mít này các bác này. Đó. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 250.000 nha, 250.000 nha. Nó đang ra được 4 mầm gốc nha. 4 thân hoa và 4 mầm gốc nha. Cho hình số 11 nha. Ai số 12 này. Có hai cây cáo, lá thì siêu ngắn nha các bác nha, lá thì siêu ngắn nha. Có hai bông hoa nha, có hai bông hoa nha. Bông đây nha và bông đây nha. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho hình số 10. 1 hay 12 nhỉ? 12 thôi. Số 12 nha các bác nha. Số 13 này các bác này. Cây này thì chắc chắn là nó đã phân nhánh đây rồi nha các bác nha. Đấy. Được có một bông rồi. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 600.000 nha. 600.000 đi. Mua rẻ bán rẻ. 600.000 nha. Cho hình số 13. Không bác nào thích cái loại tam bảo sắc hoa nó dài như thế này à, mà ngọn nó lại đột biến nhá các bác nhá. Này, xoáy tròn luôn này. Được 8 bông hoa. 8 bông hoa nhá, và cây chồn là nó đang được 4 bông hoa nhá, có 2 cây nhá các bác nhá. 2 cây chồn đây này. Đó. Cái gỗ này chắc là phải hết tầm 150 tiền cước đấy các bác ạ.
giò số 14 nhá. Số 15 này các bác này, một cây quế trắng tháng 8 này các bác này. Lá ngắn nhá. Lá này chỉ được gần 5 cm thôi, hơn 4 cm một chút thôi. Một mẹ hai cây con ở dưới nhá các bác nhá. Chậu nó như này nhá. Bác nào lấy ra, đây, dài như thế này mà. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 2.800.000 nhá, 2.800.000 nhá. Cho giò số 2.800.000 cho giò số 15 nha, số 16 này. Long tu đá xin hồ nó còn bông nó vẫn còn tím này này, sắp tàn rồi mà bông nó vẫn tím như này. Nguyên bản nha các bác nhá. Đây là chỉ là cái vỏ thôi. Đấy, xong cái cây chè đây này, nó lại mọc ở đây này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 250.000 nhá. 250.000 nhá các bác nhá. Cho hình số 16. Đây số 17 này, có hai cây cáo đang được hai bông hoa. Em nhìn thấy hoa lần đầu tiên nhá, tức là chưa ra hoa ở nhà bao giờ, nó là ở rừng nha các bác nhá. Nguyên bản không em ép vào đây thôi. Đây nụ xanh đét đến đẹp luôn, bác nào số hưởng thì lấy nhá. Hai cây nguyên bản như thế này, bác nào lấy này em để cho là 350.000 nha các bác nhá, 350.000 nha. Cho hình số 18. Số 19 này các bác này, một bông cái này người ta gọi là sơn thủy tiên nha, nó vẫn còn 10 cái nụ như thế này nữa. Đấy các bác nha, 10 cái nụ như này đó. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 650.000 nha. Cho hình số 19 nha. Đây này các bác này, này cái bông đẹp chưa? Nó hoa rất to luôn nha các bác nha, hoa rất to luôn. À, nó được có hai bông thôi mà to cực luôn. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho là 180.000 nha, 180.000 nha, được có một nhánh hoa này thôi, sang năm các bác làm giống thôi. 180.000 nha. Hoa như nhện luôn. Cho giò số 20 nhá. Đây số 21 này các bác này. Một bông hoa đây, có 3 bông hoa nhưng nó lại ra được có 2 bông nụ thôi các bác ạ. Còn cái nụ này nó sức nó không nuôi được nổi các bác ạ, sức nó nuôi không nuôi được nổi nên là chỉ được ra được 2 bông hoa này nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò dáng hương đôi chồn như này em để cho là 250.000 nha. Cho hình số 21 nha. Đây số 22 này, một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này này. Đấy toàn lá ngắn thôi. Bác nào lấy thì em để cho là 150.000 nha. 150.000 nha. Cho hình số 22 à 23. Đây này các bác nào ưng cái giò cáo này không? Ưng giò cáo này thì ở em nhá.
lá chỉ được hơn 5 sen này các bác ạ. Đây em lên cho các bác một cây cáo phân nhánh nữa nha các bác nhá. Này, đang phân được hai ấy rồi, còn trên này thì chưa lộ diện một tí nào luôn. Riêng cáo Lai Châu nha các bác nhá. Này, cái thân này đang nó còn được ra còn hai bông hoa luôn này. Đấy, mà nó vẫn phân nhánh nha các bác nhá. Bác nào lấy cái giò cáo như thế này, một mẹ một con như thế này nhá, em để cho là 1.200.000 nha, 1.200.000 nha. Lá nó chỉ ngắn như thế này thôi, một gang thôi các bác ạ. Đó. Lá cũng hơn 4 sen thôi. Cho giò số 24 nha. Đây, số 25 này các bác này. Một giò quế trắng tháng 8 nó thuần như thế này. Các bác nha. Bác nào lấy cái giò này này thì em để cho là 800.000 nha. 800.000 nha. Đấy. Cho giò số 26 nha. Đây, số 27 có một cây Korakuki to đang được hai bông hoa nha. Lá này chắc chỉ được 5 sen thôi. Các bác, lá chỉ được 5 sen thôi, Korakuki nhá. Và có hai cây này người ta gọi là nhạn rừng nha các bác nha. Hai cây nhạn rừng như này nha. Bác nào lấy cái giò này được hai bông này, cái này được một bông này, cây bé này được một bông. Là tổng là được 4 bông hoa. À 5 bông hoa. Một giò như thế này, cả cây Korakuki này là được 2 bông nữa. Là em bán cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha, không có cây to thứ hai đâu các bác ạ. Cho hình số 27 nha. À 28 nha. Số 28 nha các bác nha. Đây các bác ạ. Cây kiều thì bé, như hoa thì siêu to. Đấy, kiều trắng nhà em nó chỉ hoa nó chỉ như này thôi các bác ạ. Đẹp tuyệt vời. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 450.000 nha. 450.000 nha. Cho hình số 28. À 29. Số 29 nha các bác nha. Đây em mà bán hàng cáo em mới trồng xong nhưng nó chạy rễ hết rồi các bác ạ. Mà hoa lại sổ số nha các bác nha. Nó đã được một nụ này. Cây to này chưa có nụ luôn này các bác này. Cây bé này cũng chưa có nụ luôn. Bác nào lấy cái giò này 5 cây nha, 5 cây nha. Bác nào lấy thì em để cho là 380.000 nha, 380.000 nha. Cây to này chắc chắn nó sẽ có nụ cho các bác nha. Đấy em đắp phân trâu rồi. Các bác về chỉ sẵn treo ở khu trúng khối vào cho em thôi. Cho giò số 30 nhá. Đây số 31 nè. Cây con này là cây con nó được một bông hoa và cây mẹ nó có cũng được một bông hoa nha các bác nhá. Nguyên bản từ rừng nha. Đấy. Xếp rụt rịt luôn. Được hai bông hoa nha. Em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Một khúc nguyên bản đây nha. Mẹ con đấy ạ. Cho giò số 31.
Đây, số 32 này các bác này. Một cây cây cáo lá ngắn này. Này, lá của chân của nó thì tương đối là to nha các bác nha. Phải trên 5 sen đấy các bác ạ. Bác nè, về dân nó không cho ăn gì nên là nó không lớn được. Lá nó lại bé lại. Các bác về chăm nha. Này, các bác. Lá nó đã như thế này mà. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 450.000 nha. 450.000 nha. Cho giò số 32. Đây, bác nào lấy cái giò dáng hương đuôi trồn như này. Cây nào cũng 2 bông hoa, 13 bông hoa luôn các bác ạ. Đây. Cái này, cây này được 2 bông hoa này. Cây này được 2 bông hoa này. Đấy. Cây này được 1 bông hoa này. Cây này được 1 bông hoa này. Cây này được 2 bông hoa này. Cây này cũng được 2 bông hoa nữa này. Tổng cũng được gần chục bông hoa luôn các bác nha. Một giò trồn như thế này bác nào lấy thì em để cho là 1.200.000 nha. 1.200.000 nhé. Cho hình số 34. Số 35 này có 3 cây sóc như này. Bác nào lấy thì em để cho là 250.000 nhé. 250.000 nhé. Cho hình số 35. Một cây cáo, một mẹ, hai con. Đang có được một cái nụ thôi. Cái này thì em mới trồng vào thôi các bác ạ. Đẹp này. Và một cái chậu như này. Ra dễ riết hết rồi nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 500.000 nha. 500.000 nha. Cho hình số 36. Số 37 này. Một cái giò hoàng hậu xanh nha các bác nha. Nụ đây nha. Đang có một cái nụ đây này và một cái nụ bên này nữa. Rất dài rồi, mở cái giò to nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 260.000 nha, 260.000 nha. Cho giò số 37. Đây số 38 này các bác này. Một cái giò cáo. Ba cây như thế này. Đang được có 3 bông hoa nha các bác nha. Em chưa nhìn thấy bông hoa nào bao giờ nha. Bác nào lấy ba cây này thì em để cho là 350.000 nha. 350.000 nha. Đó. Cho hình số 38. Một giò dáng hương tam bảo sắc to vật như thế này. Mà cao như này nha các bác nha. Cao như này, to như này nha. Bác nào lấy cái giò dáng hương tam bảo sắc như này, nụ nó đang rất nhiều như này nha. Một cái nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, năm nụ, sáu nụ, bảy cái nụ, tám cái nụ, chín cái nụ, chín cái nụ nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 270.000 nha. 270.000 nha. Các bác mua hàng là tự chịu cước cho em nha. Em không mặc cả đâu, nhiều khi nói nhiều chán. Cho giò số 41 nha. Số 42 này các bác này. Một cái giò cáo như thế này đang được 1 bông hoa, 2 bông hoa, 3 bông hoa, 4 bông hoa, 5 bông hoa. Một dè luôn nha các bác nha. Một dè luôn nha. Khúc nguyên bản vẫn đây nha.
năm bông hoa nha các bác nha, một già năm ngọn. Bác nào lấy thì em để cho là 1 triệu nha, 1 triệu nha. Cho giò số 42. Đây, hàng ít tiền đây các bác. 2 cây hoàng nhạn như thế này. Cây này thì có hoa, còn cây này thì lại không có hoa. Đấy, như em bán hoàng nhạn tháng 4 hết nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 200 nghìn nha. 200 nghìn nha. Cho giò số 43. Đây, số 44 này. Các bác nha, số 44 nha. Một giò quế trắng đẹp như thế này, toàn cây lá úp thìa hết này các bác này. Đấy. Bác nào lấy cái giò này được 12 cây nhá. 3 6 9 11 cây thôi. 11 cây nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 1.200.000 nha, gỗ không bao giờ hỏng nha các bác nhá. Gỗ này là gỗ giỏi ấy các bác ạ. Cho giò số 44 nha. Đây. Còn bác nào muốn ưng một cái cây cáo như thế này, lá thì nó siêu ngắn nha. Bác nào ưng thì đang có một bộ nụ hoa này này, và có một cây chồn nhá. Đấy. Bác nào ưng cái giò này thì em để cho là 700 nghìn nha. 700 nghìn nha, không nói là giỡn đâu. 700 nghìn nha. Cho giò số 45. Đây là các bác này. Một cái giò quế tím nó như thế này, hoa nó tím ngắt như thế này. Đang được 4 bông hoa. Mà em bán 250.000 mà các bác cứ đòi trả bao ship. Bảo bao em có cái nịt. Các bác ạ. Đây, bác nào lấy cái giò cáo này, nguyên bản này này, không biết là phân nhánh hay không đâu. Nó được có một nụ hoa thôi và 2 cây con như thế này. Bác nào ưng cái giò này thì em để cho là 550.000 nha, 550.000 nha. Cho giò số 46 nha. Đây em lên nốt một giò này nữa thôi. Còn sóc nào to em có, nhỏ có nhá, em chưa lên đâu vì là video nó dài quá các bác ạ. Đây, một giò dáng hương nuôi trộn như này. Đấy, đang có nụ rồi nhá các bác nhá, nụ đây nhá. Bác nào ưng giò này thì em để cho là 350.000 nha, 350.000 nha, dáng hương nuôi trộn nha. Cho giò 47 nhá. Đây, em có một cái giò kiều dẹt đây này, một bông hoa này. Đây, bên này đang được một bông nữa này. Đó. Đây, bông đây nữa là 3 bông này. Bác nào lấy cái giò này là giò số 0 nhá. Em để cho các bác với giá là 350.000 nhá. 350.000 nhá. Cho hình số 0 nhá. Vâng. Cuối video em cũng xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Đây là lễ hội của bản Gia Khâu nha các bác nha. Lễ hội.
Đấy, có một cái cầu làm rất đẹp để phục vụ du khách. Du khách vé ở đâu đấy? Không phải mua đâu. Không phải vé. Khác gì cầu treo đâu các bác. Đây là bản sắc nhé. Cái này để cho nó to ra. Thuốc gì chị ơi? Dạ dày. Dạ dày. Thì lâu cho nó dài non nhé. Nên cầu ít dạ. Cái thuốc tắc kinh có không? Cái thuốc bị tắc kinh có không? Cái này à? Dạ dày à? Tắc kinh phụ nữ. Bao nhiêu tiền một gói này? 150 à? 150 một gói à? Gói này chắc được 5 lạng ấy nhỉ? Không được 5 lạng à? Ba, à, cái này thế này mới được có 3 lạng rưỡi thôi. Chứ cái thuốc này là thuốc gì đấy chị? Hả? À, sơ phong rửa mặt à? Lại có cả sơ phong tự chế nữa này các bác này. Đấy. Đấy. Đây là sơ phong 8 à? Đấy. Còn cái này cũng là 8. Cái này là rửa mặt, cái xanh là rửa mặt, cái này rửa mặt, cái này 8. À. Thế là có hai loại à? À, cái này là 8 này. Cái này là rửa mặt này. Đấy, đây là tự chế nhá các bác nhá. Bao nhiêu? Bao nhiêu tiền một bánh? 70.000. 70.000 một bánh xà phòng. Vâng. Bán online là 100.000 một bánh hết. 150 ấy. Như thế này thì phải yêu nhau thì mới ném còn cho nhau chứ. Không, chắc phải yêu nhau đấy. Đây là phong tục nhé các bác nhé. Đấy, họ cứ ném còn cả ngày luôn.